Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của IntoVai, lại là mình thằng mặc áo xanh đây. Và nếu như các bạn hôm qua có xem video thấy mình mặc cái áo này thì các bạn cũng thông cảm nhé. Do hôm nay là chủ nhật và mình đã quay trước video này từ hôm qua rồi, từ tối thứ bảy rồi, nên là vẫn một cái áo xanh thôi. Nhưng mà thôi, không sao, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái chủ đề chính trong video ngày hôm nay. Đấy là Samsung Galaxy Note 9 97% và Samsung Galaxy Note 9 99%. Liệu rằng cái sự khác biệt nhau này nó có lớn hay không, trong khi cái mức giá của nó chênh nhau chỉ là 300.000, và chúng ta có nên bỏ thêm 300.000 ra để mua hẳn phiên bản 99% hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video này nhá. Mức giá cụ thể của những chiếc Samsung Galaxy Note 9 97% hay là Samsung Galaxy Note 9 99%, các bạn có thể tham khảo tại IntoMobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Ngoài ra các bạn đừng quên, hiện tại thì ở IntoMobile cũng đang có chương trình khuyến mãi cho những chiếc Samsung Galaxy Note 9 này từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 7 tháng 11. Khi các bạn mua Note 9 tại đây, các bạn sẽ được giảm giá tối đa lên tới là 1.300.000 đồng. Những anh em nào mà có sinh nhật trong tháng 11 thì cũng sẽ có những cái chương trình khuyến mại riêng, tương tạo voucher riêng, thì hãy tới ngay lập tức để sở hữu như chiếc Samsung Galaxy Note 9 này, bởi vì mức giá bây giờ đang là quá rẻ, được giảm giá lên tận 1.1 triệu cơ mà. Ok, quay trở lại với nội dung chính, đấy là hai cái chiếc máy Samsung Galaxy Note 9 99% và Note 9 97% này nó có khác biệt nhau nhiều hay không. Chủ yếu cái 97% và 99% thì nó sẽ đến từ bên ngoài mà thôi, còn đâu về phần cứng bên trong thì chắc chắn là nó đều giống nhau rồi, và những chiếc máy này thì đều là máy zin nên anh em cũng có thể yên tâm. Như mình thấy bằng mắt ở ngoài ngoại hình của hai chiếc máy này thì với chiếc Samsung Galaxy Note 9 99% chúng ta vẫn sẽ còn nguyên cái siêu viền ở phía bên trên, và cũng như là cái độ lành lặn của cái viền này nó đẹp hơn rất nhiều, nó giống như là một chiếc máy vừa bóc hộp ra. Kính đằng sau cũng sẽ bóng loáng, không hề có một vết chảy xước gì, kể cả mặt trước một vết xước răm, một vết xước lông mèo cũng không hề có. Tức là cái độ đẹp của nó có thể lên tới gần như là một chiếc máy mới, nhưng khi mà các bạn đi mua, các bạn đi lựa chọn những chiếc máy 99% này thì chắc chắn cũng sẽ có một số máy có những vết lông mèo rất là nhỏ, bởi vì dù sao nó cũng đã là những chiếc máy qua sử dụng nên các bạn không thể nào mà yêu cầu là một chiếc máy nó phải đẹp như chiếc máy mình đang cầm trên tay được. Bởi vì đây là những cái chiếc máy mà mình lấy kiểu ngẫu nhiên ấy, nhỡ nỡ nó được máy đẹp, nỡ thì nó được máy không đẹp, nên còn tùy theo nhân phẩm của bạn khi đi mua như thế nào. Nhân phẩm tốt sẽ kiếm được máy ngon, thế thôi. Còn nếu các bạn đi mua máy 99% mà thấy nó chảy nhiều quá thì các bạn vẫn sẽ có thể yêu cầu được nhân viên của IntoMobile mang ra cho các bạn một chiếc máy khác để test, thế nhá. Còn đối với chiếc máy 97% này thì ngoại hình của nó rõ ràng xuống sắc rõ rệt hơn so với chiếc máy 99%. Nó sẽ có những cái vết như là chảy nhẹ ở phần camera, nó sẽ có những cái vết như là chảy nhẹ ở phần khung viền, và tùy theo từng máy thôi. Mỗi máy nó chảy một ít chứ không phải là một phát là chảy bét tê le từ camera cho tới phần viền. Như thế là không có, như vậy là nó sẽ xuống tầm 95% hoặc 90% rồi. Nên là các bạn cũng sẽ để ý điều này. Nếu như đi test mà gặp máy nào mà nó toét cả viền, toét lẫn camera, toét tới cả camera trước hay là toét tới cả cái màn hình thì các bạn trả lại máy ngay, chứ đừng có ôm cái máy đấy, ôm như kiểu ôm cục nợ vào người đấy, mệt lắm. Còn đối với những chiếc máy 97%, chắc chắn các bạn phải chấp nhận một điều, đấy là nó có chảy xước và nó có thể bị móp méo. Còn tùy thuộc vào từng máy thì cái độ chảy xước nó ở chỗ nào, nó móp méo ở chỗ nào thì các bạn cũng sẽ phải chấp nhận những thứ đấy. Và để mà đánh đổi 300.000 đồng để lấy một chiếc máy nó móp méo như thế thì mình thấy nó cũng gọi là được. Đây là theo góc nhìn của mình. Còn mình sẽ đưa ra hai góc nhìn. Thứ nhất, đấy là đối với những anh em thích một chiếc máy nó phải toàn vẹn ngay từ lúc mua về và thích nó phải thật là đẹp để có thể là sử dụng không ốp, thì anh em có thể mua những chiếc máy 99% này, bởi vì 300.000 thì nó sẽ không phải là một con số quá lớn để các bạn phải tiết kiệm lại. Nhưng còn đối với những em nào không quan tâm đến ngoại hình, bởi vì đó chắc chắn khi mua về anh em sẽ dùng ốp, không quan tâm đến cái phần viền nó ra sao, không quan tâm mặt lưng ra sao, bởi vì ốp vào rồi thì đâu thấy gì đâu, mà các bạn cần tiết kiệm khoảng 300.000 để các bạn làm những công việc khác, các bạn mua thêm cái cục sạc nhanh, hoặc là các bạn mua thêm tai nghe AKG, hoặc là các bạn đi dán màn hình các thứ nữa, thì các bạn tiết kiệm 300.000 lại mua chiếc máy 97% cũng được. Bởi vì là trong quá trình sử dụng, đây là theo góc nhìn theo góc nhìn của một người mua 97%, thì trong quá trình sử dụng chắc chắn kiểu gì máy cũng bị rơi, đây không phải mình nói khở, chắc chắn kiểu gì máy cũng bị rơi, cũng có thể bị va đập, cũng có thể bị cần móc, cũng có thể bị chảy xước, nên thà mua một chiếc máy bị chảy xước từ trước còn hơn là mua về đang đẹp sau đó làm chảy xước, lúc đấy nhìn nó lại bị nóng mắt ra, đúng không các bạn? Nói chung đấy thì mình đưa ra hai góc nhìn.
Đối với người toàn vẹn thì tốt nhất các bạn nên bỏ thêm ra 300 nghìn bởi vì số tiền trên nó không lớn. Còn đối với những bạn nào không quan tâm đến ngoại hình bởi vì chắc chắn dùng ốp thì nên mua máy trên 7%. Ok, bởi vì nó vẫn là Note 9, nó vẫn mang những cái trải nghiệm hoàn toàn là giống nhau. Phần cứng bên trong tốt như nhau và chúng ta cũng sẽ có những trải nghiệm vào màn hình là ok như nhau. Và trên đó là chia sẻ của mình về vấn đề hiện nay nên mua Note 9 97% hay là mua Note 9 99%. Quan trọng nó vẫn sẽ đến từ các bạn mà thôi, nhu cầu của bạn là như thế nào, thích đẹp hay là thích bền, thế thôi. Còn bây giờ thì đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Ictu Mobile và bắn thẳng tới Ictu Mobile ngay trong cái thời điểm này để mua những chiếc Note 9 giá siêu tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.